Kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua liên tục xuất hiện những trận dông lốc gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại nhiều địa phương trong tỉnh. Những hiện tượng cực đoan này báo hiệu những diễn biến phức tạp về tình hình thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, đòi hỏi các ngành, các cấp và người dân cần chủ động chuẩn bị để ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 trận dông lốc trải rộng từ các huyện đồng bằng ven biển đến các huyện miền núi cao. Dông lốc kèm theo mưa lớn đã làm chết một người, bị thương một người, hơn 800 ngôi nhà và nhiều công trình công cộng bị hư hỏng, hàng nghìn hecta cây cối bị thiệt hại. Ở khu vực Thanh Hóa được tính toán dự báo rất là kỹ thì ảnh hưởng trực tiếp, tức là bão đổ bộ của mình là khoảng một cơn thôi. Thế nhưng mà ngoài ra thì mình còn chịu ảnh hưởng của cái cơn bão đổ bộ vào phía Bắc và phía Nam của tỉnh. Đều gây ra gió từ cấp 6 trở lên và lượng mưa thì cứ phải hàng trăm mm trong ngày. Theo quy luật thì những năm mà ảnh hưởng của hiện tượng El Nino thì những năm mưa không nhiều. Thế nhưng rất nhiều những đợt mưa lớn cục bộ. Cùng với việc khẩn trương tu bổ, nâng cấp và xử lý khẩn cấp các công trình đê điều, chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện phòng chống lụt bão, các ngành, các cấp và người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan xảy ra. Đặc biệt, cần tập huấn hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn khi gặp dông lốc, mưa đá. Với hơn 69.000 đơn vị đang hoạt động có doanh thu, hộ kinh doanh cá thể được đánh giá là nguồn lực quan trọng cho phát triển doanh nghiệp mới. Vượt qua những khó khăn ban đầu như yếu về tiềm lực tài chính, kỹ năng quản trị, rào cản chính sách thuế, kế toán, nhiều hộ kinh doanh cá thể đã mạnh dạn chuyển đổi lên doanh nghiệp và đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Thanh Hóa đã có hơn 700 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Thực tế, quá trình chuyển đổi mô hình của nhiều hộ kinh doanh cho thấy, với nền tảng là kinh nghiệm kinh doanh, thị trường, khách hàng sẵn có, nhiều hộ kinh doanh đã nhanh chóng bắt nhịp theo mô hình doanh nghiệp, đầu tư mở rộng sản xuất đạt hiệu quả. Từ một hộ kinh doanh, hộ gia đình, thì bây giờ tôi cái thị trường của tôi là có rồi. Thì bây giờ từ cái điều đấy, bây giờ tôi đầu tư về máy móc để mà làm tiếp cận với cái thị trường lớn hơn. Trước đây khách hàng thì chủ là nhỏ lẻ hộ gia đình, bây giờ nhiều những cái công ty xí nghiệp, doanh nghiệp, công ty xây dựng người ta vẫn là liên lạc với mình. Qua rà soát của ngành thuế, trong hơn 69.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động có doanh thu, có tới hơn 26.000 hộ thuộc diện quản lý thuế. Đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển doanh nghiệp mới. Do đó hiện nay, các địa phương đơn vị trong tỉnh đang tập trung tuyên truyền giúp các hộ hiểu rõ hiệu quả của việc chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành lập doanh nghiệp, góp phần vào mục tiêu thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trong năm 2019. Từ tháng 2 năm 2019, hàng chục người dân huyện Tĩnh Gia đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng tố cáo việc bị các đối tượng lừa ký hợp đồng cho thuê xe, nhưng thực chất là để chiếm đoạt tài sản. Đến nay, vụ việc vẫn chìm vào im lặng, khiến người dân lo ngại, bức xúc. Từ tháng 11 năm 2018, với chiêu trò tự nhận là giám đốc và nhân viên một công ty của Nhật, chúng gói thầu cung cấp phương tiện chuyên chở chuyên gia phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2. Nhóm đối tượng Lê Thị Ngọc, sinh năm 1976, trú tại xã Tân Trường, Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1991, trú tại xã Xuân Lâm và Trần Lê Vinh, sinh năm 1994, trú tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, đã thuyết phục hàng chục người dân trên địa bàn ký hợp đồng cho thuê xe với giá thuê từ 24 đến 28 triệu đồng một tháng, gửi toàn bộ giấy tờ gốc đăng ký xe, đăng kiểm và bảo hiểm khi bàn giao xe. Thế nhưng, thay vì sử dụng phương tiện phục vụ dự án và chi trả tiền thuê xe đầy đủ như trong hợp đồng, các đối tượng này đã đem xe đi cầm cố tại các cửa hiệu cầm đồ. Ước tính đã có khoảng 30 chiếc xe ô tô của người dân bị cầm cố theo hình thức này với giá trị cầm cố lên đến hàng tỷ đồng. Gia đình có đi điều tra và tìm hiểu trong khu vực huyện Tĩnh Gia thì mới phát hiện ra là chị Lê Thị Ngọc không có công ty nào cả ở Nghi Sơn. Và các đối tượng Trần Lê Vinh và Nguyễn Văn Sĩ không làm nhân viên của bất cứ công ty nào cả và cũng không phải là lái xe để cho các chuyên gia. Và phát hiện được là các xe của mình đã được cầm cố rất nhiều lần ở trong huyện Tĩnh Gia. Sau khi phát hiện bị lừa, nhiều nạn nhân đã giữ và giao các đối tượng Lê Thị Ngọc, Trần Lê Vinh cho công an huyện Tĩnh Gia. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, công an huyện Tĩnh Gia chỉ có đơn tố cáo của người dân mà chưa đủ chứng cứ luận tội, vậy nên đã thả người theo quy định. Ngay sau đó, các đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 5 tháng 5, nữ sinh lớp 8 trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa mất tích bí ẩn từ ngày 1 tháng 5 đã được đưa đến đồn công an tại Cà Mau. Theo thông tin từ gia đình cháu bé, 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, cháu PTN lên xe Đông Lý đi Giáp Bát, Hà Nội. Sau đó, cháu N được một người đàn ông trung tuổi mặc áo trắng đón và đưa đi.
Chiều ngày 5 tháng 5, bố cô bé nhận được điện thoại từ người lạ ở Cà Mau. Theo đó, cô bé đã nhờ một người làm xe ôm gọi điện cho bố của mình. Bố cô bé nhờ người xe ôm chở con gái mình đến đồn công an gần nhất. Mới đây tại bản Na Thong, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn, Lào đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí và thuốc nổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Thạo Chư Trang, sinh năm 1971, trú tại bản Na Thong, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, cùng tang vật gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 180 viên đạn súng cạc bin, 2 kg thuốc nổ, một xe gắn máy và 2 điện thoại di động. Đối tượng khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy, vũ khí, thuốc nổ nói trên tại huyện Sầm Nưa, sau đó vận chuyển về huyện Viêng Say rồi tìm cách đưa sang Việt Nam để tiêu thụ. Hiện Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng Lào hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao người và tang vật cho Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Triều Minh, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đông Lương, huyện Lang Chánh, để điều tra về tội giết người sau hành vi đâm hàng loạt học sinh của đối tượng này tại trường tiểu học Đông Lương, xã Đông Lương, huyện Lang Chánh vào ngày 3 tháng 5 vừa qua. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, như tin Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 5, khi các em học sinh trường tiểu học Đồng Lương đang chơi ở sân trường, bất ngờ một nam thanh niên lạ mặt cầm dao xông vào trường, đâm liên tiếp 5 em học sinh và một cô giáo. Vụ việc khiến một nam học sinh lớp 5 tử vong tại chỗ, 4 em khác bị thương nặng và một cô giáo bị thương ở tay. Bước đầu, Đỗ Mãnh Triều Minh khai nhận do có mâu thuẫn với bố của em Lê Hữu Phước, gia đình hàng xóm, nên Minh đã tới trường học tìm cháu Phước và gây ra vụ việc đau xót trên. Bản tin 18:30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Một nhà kho rộng khoảng 1.000 m2 lưu trữ nhiều chứng từ liên quan hoạt động xe buýt trên đường Mai Bà Hương, xã Liên Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bị cháy làm nhiều hồ sơ liên quan bị cháy theo. Vụ việc xảy ra từ ngày 2 tháng 5, nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được bao nhiêu hồ sơ giấy tờ bị mất, ảnh hưởng như thế nào. Theo người dân khu vực, nhà kho này được Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuê lại từ năm 2018. Nơi đây lưu giữ rất nhiều tài liệu như là cùi vé xe buýt, lệnh điều xe, hồ sơ khám sức khỏe lái xe. Vụ cháy xảy ra thời điểm đêm khuya nên gây khó khăn cho quá trình chữa cháy. Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 5 tháng 6, trên quốc lộ 6 thuộc khu vực bản Pá Phang, xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, xe khách mang biển số kiểm soát 27B00115 từ Điện Biên đi Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy phía sau khoang máy. Do phát hiện kịp thời nên toàn bộ 39 hành khách và tài sản đã được di chuyển ra khỏi xe an toàn. Nguyên nhân gây cháy xe đang được lực lượng chức năng làm rõ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đối với các xe giường nằm chạy ban đêm trên quốc lộ 6, đa số chủ xe đã hoán cải trong và ngoài xe toàn đèn LED, trong khi quãng đường di chuyển lên đến vài trăm km, trời nóng bật điều hòa hết tốc lực, hệ thống dây nguồn quá tải dễ dẫn đến chập cháy. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 6 tháng 5, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ. Trong khi Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 36 độ, vào chiều tối các khu vực có mưa dông có thể kèm lốc xoáy, mưa đá. Điều tra vụ 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan lao động thông qua con đường du lịch. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 5 người liên quan về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Các bị can gồm Trần Văn Danh, sinh năm 1989, Nguyễn Lâm Sĩ, sinh năm 1984, Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh năm 1984, cùng ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1978 và Vũ Nhật Tuấn, sinh năm 1960, cùng ở Hà Nội. Trước đó, ngày 25 tháng 12 năm 2018, truyền thông Đài Loan đưa tin hàng loạt du khách Việt Nam bỏ trốn sau khi đến Đài Loan. Những người này nhập cảnh tại sân bay Cao Hùng với hành trình được công ty lữ hành International Holiday Trading Travel của Việt Nam sắp xếp. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, ngày 6 tháng 5, sau tiết kiểm tra, một nhóm học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình ra sân trường chơi thì bất bị một cột bê tông trang trí trên tầng 2 của ngôi nhà rơi trúng, khiến một em bị thương rất nặng ở đầu, một em bị thương ở chân. Hiện cả hai học sinh đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.
Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.